rất là biết ơn mình đã có mặt trong sự kiện ngày 28 tháng 1 là một sự kiện mà siêu hoành tráng luôn. Công ty đã dành cho các đại lý trên khắp toàn quốc. Và mình thực sự là háo hức với chương trình ngày hôm nay. Một chương trình sự kiện không thể là tuyệt vời hơn. Có mặt tại đêm hội tinh hoa của Suto Corporation, tôi vô cùng tự hào rằng tôi là một người con của Suto, một tập đoàn có nền tảng vững chắc hơn 10 năm về dưỡng sinh đông y cũng như là phát triển trên hệ thống trên toàn quốc. Chuỗi Dưỡng Tâm cũng giúp cho rất nhiều người dân đã phát triển về dưỡng sinh cũng như là chăm sóc sức khỏe chủ động. Khi đến đây, tôi được đội ngũ ban lãnh đạo kề cận giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi được trưởng thành hơn, có một cuộc sống thịnh vượng và giàu có hơn. Trong khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng này, hãy ngồi kề bên nhau, sát cánh bên nhau, tề tựu bên nhau trong những ngày tháng cuối năm 2023 này để cùng nhau viết lên những giấc mơ lớn, một giấc mơ trong sự nghiệp Suto, có được không quý vị? Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, bước sang năm thứ 6. 5 năm qua có khó khăn, có thử thách. 5 năm qua có thăng, có trầm, cũng có lúc vinh quang. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn ở đây, cố gắng, bền bỉ, nỗ lực không ngừng. Suto là success together, cùng nhau thành công. Bởi vì tôi hiểu được rằng khi chúng ta đồng hành cùng nhau thì bất kỳ lĩnh vực gì chúng ta cũng chắc chắn sẽ có kết quả thành công. Đối với chương trình ngày hôm nay, Xuyên chọn một cái chủ đề, đó chính là chinh phục giấc mơ lớn. Bởi vì tôi biết rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có thể đạt được những mục tiêu cho cuộc đời của mình, chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc. Công ty và những cái game cho tất cả mọi người cùng tham gia như thế này. Thay mặt cho anh em Thông tin Trường Sơn, xin chúc cho tập đoàn Suto Corporation cùng với chủ tịch Trần Quang Xuyên cũng như toàn bộ tất cả anh chị em thành viên của Suto Corporation một năm mới Giáp Thìn, năm 2024 phát triển đại phát đại lợi.